Đấy, nhiều chép lắm. Đúng hết. Không sao rồi đó, không bao giờ nó nhảy. Ui ôi. Đây 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 đây. Đấy. Ui rú đi, rú đi, rú đi, rú đi, rú đi. Ui, túi nhiều lắm. Mẹ túi nhiều lắm. Cháu gặp mọi người nhá. Đấy mọi người nhá. Vừa đây là anh em mình chơi lưới kia rồi. Bây giờ là còn sót lại là anh em mình sẽ chơi lưới vét mọi người. Quý ơi đấy, cái đầu ơi là bên đấy. Ui xà. Thôi mọi người này, đây là lưới vét mọi người nhá. Bây giờ anh em mình sẽ vét một lượt qua. Đấy. Đúng rồi. Cái này là một mẻ này luôn. Sau là về sau nếu mà cạn thì anh em mình lại tiếp tục bắt cá ngặn. Với lại còn sót con cá to nào anh em mình sẽ bắt tiếp. Nhưng mà cái ao này rất là nhiều. Anh em mình bắt được mấy lần rồi nhưng mà có vẻ là vẫn còn rất là nhiều luôn mọi người ạ. Đấy anh em mình đi này là cứ vào là cá luôn, rất là nhiều cá, toàn cá to. Đấy, kéo xuống dưới thì anh em mình sẽ kéo một dọc lên trên kia. Liệu nó còn có cá to hay không thì mọi người cùng xem hết video mọi người nhá. Đấy. Đấy, mình nghĩ cái lưới vét này rất là hiệu quả. Và là 80% là nó sẽ vào cái túi lưới ở kia. Đấy. Cái lưới này thì một người thì cầm phao trên này, và một người cầm chì ở bên dưới. Xong là cứ đi dọc cái này thôi. Đấy, kia là bác Phan ở Hà Nội, bây giờ đã mệt rồi, đã lên bờ nghỉ rồi. Nhưng mà báo bác vẫn rất là máu. Đấy là phát chung kết đấy. Đấy. Đấy, thoát làm sao được. Ao này rất là rộng mọi người. Nhưng mà anh em mình cũng bơm rất là tốn cái xăng rất là nhiều mọi người. Cái mỗi lần đi mua là phải 20 lít mà phải rơi tầm 14-15 lần rồi. Rất là tốn kém. Xăng thì hiện tại thì đang báo là lên 30.000 đồng một lít. Cách này thì không mà chạy đằng cơi anh nhỉ. Đúng rồi. Mà này thì rất chạy rồi. Đúng rồi. Ui. Đây. Đây nó cho vào đây gần bờ đấy. Đâu từ chỗ này mô. Cái này có một cái mô. Rồi cái này dồn là nó sẽ về một góc này mà. Đấy. Các fan ở Hà Nội rất là máu kiếm. Được chưa? Đấy, chờ sát kìa đi. Đấy, chờ sát kìa. Ôi, sát kìa. Cái này phao thì cứ đi ấy thôi. Phao thì cứ đi sau thôi. Để chì đi trước. Đi chưa? Đi đây cái nào đây? Để chì đi trước đi. Để em đi trước. Tao này mình chỉ việc đi trên này cũng được rồi. Gì? Cá. Áp sát đi em, áp sát gì đi? Áp sát gì đấy? Phao thì có thể là đứng hẳn lên trên này cũng được rồi. Mắt cái gì ấy? Nhiều ấy. Nhiều phải lắm. Đấy là mình đã vớt được bao nhiêu ấy? Đúng rồi. Đó bao nhiêu ấy? Ui, cái này nó lún thì thôi rồi. Kia đây, hay là lùa mẹ ở trong kia ra hay đi cua đấy không? Đâu? Đi thẳng vào kia, mua cua thẳng lên đấy. Còn trong này lùa ra. Trong này tí lùa ra. Đâu, có thể là mình đi vòng vẫn được mà. Mình đi vòng ở đây xong vòng ở kia. Vòng đéo đi. Vòng đến là nó ra hết.
để em đi trước nhá. Chị phải đi trước. Thế thì anh Tuyên vào kia lùa đi. Ở trong này lùa ra đi. Để cho bọn kia nó phải đi bằng mình anh em. Ghim chi xuống đi. Đang ghim không? Đấy. Anh cứ tựa xong. Đấy. Quăng quật đi, quăng quật đi. Được rồi. Okay. Được rồi. Okay. Phao thì cứ đi sau chi. Để chi đi trước. Cây, chỗ đấy coi cây ấy. Được rồi. Úi, trời ơi. Mọi người xem rất là lún luôn. Ui, tiên giật. Kiểu đó là tôi cứ lừa mạnh trong ấy vào. Rồi. Vào trong sát trong kia kia. Lùa mạnh vào, có ra ngoài này. Đi chưa? Đi được chưa? Những thằng khác lại tán em bởi vì tại ngày này. Nó mắc cây ấy. Đập mạnh vào anh Tuyên ơi. Đập mạnh vào. Đi đâu? Đập mạnh vào cá mới sợ mới ra đằng này. Đi thằng Tuyên đang hỗ trợ thằng Quyền đi. Kéo bên này nặng lắm. Tuyên này mày đi đi. Sang đây để tao đi ra tao xem này. Thôi được mày cứ túm mày đi. Bùn á. Đi đây. Nguyên kéo chỉ đi chẳng. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Cây bùn này phải ghim nhá, ghim cẩn thận nhá. Cây này không phải cày, đây là mắt. Có cái mặt mày cày ấy. Cứ bình tĩnh anh ơi. Lừa đi. Mẹ Tuyên mà cao này. Lùa xong thì vứt cái cây nó đi ra lên trên. Rồi ra hết đấy. Ui, trời ơi, ra hết rồi. Đi đây, bên này đi đây. Đi mày đi. Ui, chạy hết ra kêu. Ôi giời. Cái đất này nó ấy thế nhỉ. Cái bùn này cái mùi nó lạ lạ. Đây anh ơi. Phao thì cứ lên hẳn trên này. Đấy. Rồi đấy, cho nó rộng với là đấy. Đấy. Người ơi, lùa nó vào trong hết rồi nhá. Mọi người cùng xem nhá. Úi giời ơi. Mắc rồi. Nặng. Không phải là mắc đâu mà nó kéo vào đống đất. Đúng rồi, cái đống đất, nó cái mô đất ở đấy. Được chưa, đi nào. Đi à. Rồi. Được chưa. Rồi. Được rồi. Nó cũng hơi nặng nặng nhưng mà cũng đỡ. Thôi quay vào trên đấy đi. Đấy. Rồi 2, 3, dù. Đấy, đi cái chai nhỉ. Đi chai không? Không mắc đâu, nó lặng bùn đấy. Cái nào này, ít chai mới lại ít khiến lên nhỉ. Mấy ao bên kia nó đầy ao, đầy hến, đầy chai. Ai là hiếm chín đấy, hiếm chín đấy. Không phải là nó qua màu đất, nó không bùn đấy. Đúng rồi. Đây là kéo.
Hả? Chưa thấy con gì. Con đỉa luôn. Chưa thấy con gì xuất hiện. Có, trong lưới đầy rồi. Đầy ở cái kính rồi. Đi về. Nào, 2, 3, nào. Mắc rồi, kẹo toàn bùn thôi. Bùn. Hả? Thôi đứng đây rồi, tôi kéo nó. Không đá không có gì à? Đá không có gì chưa? Ủa, cái cục cây. Cố vất, cố vất. Không, lái sang bên này anh Quý nhá. Lái sang bên này. Cái này hôm qua hôm kia em thấy cái nốt chân như kiểu ba ba ấy. Khả năng là vẫn có ba ba ấy. Gặp chì vào đây. Gặp chì vào kéo này. Gặp chì vào đây. Ôi, trời. Hả, cá đâm à? Đấy, mở rộng cánh bên này ra. Ui, nhiều cá mại lắm. Đắc thân đắc kỳ đây, cũng lên được. Không phải đâu, nó lặn bùn đấy. Nào, kiểu... Ấy, rộng cánh ra anh Quỳnh ơi. Không bị gì. Chép à? Cái sang bên này, sang bên này. Vừa tới gốc cây rồi. Nó sang bên này. Đâu, anh phải mở ra để em mở tiếp. Đấy, mở rộng lên đây đi. Lên trên này đi. Di chuyển theo. Di chuyển sang bên này đi. Kéo lên, kéo lên, tập kéo lên. Có cá chị ơi. Sẵn có chì, rồi bùi nữa mà kéo. Chẳng đâu. Anh cứ đi, nó toàn bùn thôi. Kéo mô nó nhiều, nó lặng bùn đấy. Kéo lên. Rũ đi em ơi, rũ đi. Rũ cho cá mại xuống đi. Đi làm bữa cá mại. Giấu canh chua. Đấy, rũ mạnh vào. Đây rồi, mẹ còn chép to lắm. Em vừa đang chạy ra ngoài thì mình ngồi đây chắc kéo được à? Em muốn ngồi đâu? Em đang kéo đây. Anh cứ điêu. Cứ bình tĩnh như nào. Nhưng mà chưa thấy chạm một con chấm đen. Chấm đen chắc nó trong túi hết rồi. Đây rồi, chỉ chấm đen đây rồi. Phải không anh? Vẫn chép. Chép á? Mấy con chép. Ui. Thế ngon rồi, ngon rồi. Nó lặn bùn bởi vì là kéo bùn nhiều á. Đúng rồi. Đây nó ăn cái gò này toàn bùn đây à, từ từ nhá. Đừng nói anh em mình ấy làm gì có bùn nhiều đấy anh nhỉ. Kéo phải, nó có sụp. Nó vào cái gò này. Ừ. Bùn nhiều lắm. Có bố ạ. Sao cho rộng cánh ra. Quý ra đi qua hẳn cái gốc cây ấy. Đây, lên đây được không? Ủi rũ đi. Rũ cá mại đi. Cá mại mà nấu tiêu ngon lắm. Ôi à. Đáng phải đi sang bên này mới đúng này. Đi vào đây ấy lắm. Đâu ấy à? Đất nhiều à? Anh quần đấy nhẹ chưa? Rồi kéo đây. Ây à. Ui ui. Phì ngay vào ngực. Đi đi. Nặng lắm, toàn bùn thôi các bố ạ. Ui, chấm đen dính rồi, ông đá vào chấm đen. Dính rồi. Ngon rồi. Đây à, anh nó đang chui ở bụng anh à. Mẹo à. Chép tỏ lắm. Ui, đằng sau. Chép tỏ lắm. Không nhảy được. Chơi đi. Nhảy làm sao được. Trong túi rồi còn rồi nhảy ra được. Đấy, vẫy kia. Vẫy cái lưng đi xuống. Đấy. Rũ cá mại đi ơi. Đấy, chép ơi. Đây trong ảnh có chép rồi. Đây. Ôi chép đen đây rồi. Mày chấm đen đây rồi. Đây 100% chấm đen. Kiểu đéo tối nay mày có chấm đen luộc rồi. Rũ bạn đây, rũ bạn các bạn đây. Kéo đây. Đây nó sống. Ui ôi, có chấm đen này. Ui, wow, chấm đen đây to. Đây. Ui, đấy. Đúng rồi. Chấm đen.
cứ kéo lên đi, kéo lên nào. Anh Gáy ơi, nhìn dâng dâng này lên này, không một lốp phi ra này. Anh chỉ cầm mấy thao thôi. Ui dồi ôi, bung dung vào, đang 6 chân thôi. Anh quên đây, anh quên đây. Diễn tỏa kẹo đó. Lùi đi, lùi đi, lùi đi. Anh quên lùi đi. Anh quên lùi, lùi lại sau đi. Đó. Có lốp sồng này. Từ từ đó, không phải chỗ anh quên bị lấy à. Ấy. Ấy cá chép ấy. À cá diếc ấy. Cá diếc. Bắt mấy cá diếc về tối hầm lá ngải. Đúng rồi. Đây là ai chém chép đây này, các bố là ai. Rồi. Ui chấm đen này. Trời. Ui. Cao lên nó nhảy mất lại mất công. Anh quên đây, quên đây. Anh quên đây. Thôi thôi thôi. Chấm đen. Lăng 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 lăng. Quên lăng. Cái cây á. Lăng. Cây cây kìa. Lăng 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 mạnh lên. Lăng lăng cao lên. Lăng cao lên. Lăng cao lên kìa. Quick. Lăng cao lên. Rồi rồi. Đấy đi. Ui nhiều lắm. Dồn dồn dần đi, dồn dần đi. Kéo kéo đi con bố ơi. Dồn dồn dần đi. Ui dồn ôi. Ui dồn. Ui nhiều cá mại lắm, rút đi anh ơi. Ui chuối chuối. Kéo kéo cao lên, bùn nó ăn nhiều. Ui từ từ, từ từ, một con nó ngoài, từ từ. Hả? Nó sổ mẹ rồi. Thôi bên ngoài, bài bơ bắt. Thôi túng hết đi, túng hết đi. Kìa 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 kìa. Nhiều chép lắm. Túng hết. Không sao rồi, không bao giờ nó nhảy. Ui ôi. Đây đây đây. Rú đi, rú đi, rú đi, có mai đi. Ui, túi nhiều lắm. Mẹ túi nhiều lắm. Bùn nó bùn này. Bùn. Sao mà cho lên kia rú? Túi nhiều lắm anh. Đây, rú rú cả cá rồi. Rồi, cho lên trên hồ cho. Sao mà tí lên kia rú? Đấy, cho lên hồ to rú cho sạch. Ấy. Nhiều bùn lắm. Ui kéo ra ngoài kia. Ui kéo sang hồ kia. Ui ui sởi nhấc lên quý anh Đại ơi. Ôi sởi ơi. Cái gì thế này? Cái gì thế này? Ui có sao bên kia đây? Ui toàn thế lưng lên lưng kia. Kéo ra ngoài thôi. Lặng lắm không khẻ kia rồi. Cái này lặng lắm. Bùn như này mà. Có khả năng kéo dê lên nữa anh ơi. Khả năng kéo dê lên nữa. Bây giờ lấy túi lưới. Lấy túi lưới bắt cá vào. Mang túi lưới đây. Đưa đây lấy túi lưới đây. Ui nhỏ lắm. Ui cái lưng nữa à. Mày đột nội anh em mình làm một mẻ cũng như này nhá. Ừ. Không lọ được mẻ cũng như này vào. Thế á. Ui của anh ơi. To chép đâu to như này. Chưa to gì. Vai. Đấy. Ui 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 ui. Chép. Chấm đen. Có chấm đen. Có chấm đen. Có chấm đen đây này. Ui. Con chấm đen to. Ui. Đây 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 chấm đen. Kìa nó sống kìa, mấy cái này nó sống kìa. Bây giờ anh thấy kéo kìa nó ra chi không? Chép. Ui giời. Chép đeo một dẫy. Vài bước dài dẫy chân lên. Dài. Còn chấm cụ. Cầm một chú bé đây, tí đổ chú đâu à? Đâu chấm đen đâu. Đấy. Đấy. Đấy là con chấm đen. Cái túi lưới đen to đâu? Đâu túi kia nó đang ấy, lặng lặng sợ lặng. Cứ cho hai con đấy, một con chấm đen. Kìa cẩn thận nó sống kìa. Túi kia nó mỗi con. Đây. Sợt. Ui giời ơi. Một em. Ui ui con này mẹ con to này. Mẹ đây này. Ây sợt. Rồi đổ đổ. Đổ vào cái túi đấy. Đổ đi. Thằng Tiên Sáng ấy đứng giữ cái túi đấy. Anh Quyền đi lại đi. Ây sợt ơi. Trẻ lay gì. Thầy nói quá tuyệt vời luôn. Ngọt nước. Ui lại. Ui mẹ chép đéo to này. Đâu anh? Có bố. Có con ra đấy. Đâu hay là cái con mà anh Quyền tóm vào trong này. Chặt đeo rồi. Ui trời ơi. Cái này chỉ mang cái thùng quà đi chở thôi. Đúng rồi. Ui trời. Còn nữa không? Còn nữa. Còn nữa lại. Đây tới. Ui giời nó to này. Ui giời ơi. Đây con đen đây. Mấy con này. Còn nhiều không ạ? Còn nhiều. Có khách được không? Không. Không. Em nghĩ là bây giờ khênh rồi đấy. Đấy nó bước đi. Ôm lên anh ấy, ôm lên xem nào. Ôi giời.
đóng sâu luôn. Ui, trời, bắn. Rồi. Một gắn. Trời. Ui, ui, con chấm đen to anh nhỉ. Anh em bị kéo. Hình như có mỗi chấm đen sao? Mỗi chấm đen. Có phải một con không? Hình như em thấy hay một con nữa. Là hai con sau à? Chép đá đời. Chép kìa, chép. Chép xứng đi. Chép đá đời. Ăn nốt rồi. Ui, trời. Ăn nốt rồi. Ui, ui, ui. Con này mới là con đại cụ đấy. Ui. Hả? Mấy nổ. Hả? Sao anh Quyền? Con cá chép nó cắn chảy cho máu. Cắn ai? Ui, nó đánh ngay à? Lắm. Đánh, đánh vào đây à? Con này nó đánh ngay. Ui, đấy. Ấy, đi hai con đi. Đi hai con thôi. Thôi đi thế nhẹ. Xuống chân. Ui vẹn lắm chép anh. Ui giời ơi. Chép lắm. Sướng cười. Phát lên đây. Không biết là con giếc nào. Xem có lên được. Đúng phát lên đây. Đây ngoài. Lên là sao được. Lặn toàn bùn. 4-5 anh em. Lên rồi. Điều có lên đâu. Bùn lên điều. Rũ rũ bớt đi nè. Cầm căng nữa. Dạ. Ui dù phi to lắm. Ui. Ui cái giếc này. Đâu anh. Ui ui giếc này. Giếc này. Giếc gì to này. Mẹ giếc cầm đẫy tay. Ủa con rô phi, tao nhìn con rô phi to lắm. Nào nào nào. Đưa đây anh Quế ơi, gọi anh Quyên ra đây đi. Thôi được rồi. Mày đừng, mày về nhà cái đấy. Con, đang khênh cái này đi. Không, để giữ bùn ra, khênh đi. Đưa đây em cầm cái túi dưới bé. Con giếc to, chả bá. Giếc còn hơn cả giếc nữa. Em thì thấy con rô phi toàn lắm anh ngoái. Ui giời ơi. Đấy, được chưa? Đúng đấy. Sao nào? Sao nào? Ây. Lấy được con rô đây. Ây. Cầm phải kéo cả lưới. Cái con lưới này kia rồi. Kéo cả càng lưới kia. Ui giời. Ui giời. Đưa 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 đưa. Đưa đưa. Đi đi. Ui giời ơi. Ơi mười. Nào. Ôi mà. Ôi. Ôi mà. Ây da. Ui. Cái ngạch đánh mà. Ui con phi to kìa. Thôi được rồi. Ui cái ngạch. Ôi giời ơi. Thả bến chép xuống rồi còn để chấm đen tối ăn đéo cần thả rồi. Cái ngạch ngạch đánh to. Ui giời. Con rô phi to. Con rô phi đại. Chả bá. Ui. Hả? Không không. Đổ ra thôi. Đổ ấy thôi. Lặng lắm. Ui chào chép. Ui xuống rồi. Ui xuống rồi. Này nó chắp vào. Này ui dồi ôi con này con. Ui dồi ôi chị nhìn lại. Ui con này. Lên lên. Nhìn lại Lan Anh ơi. Bè lùi ra đây. Chụp ảnh đi. Bè lùi đây. Này. Đang cho hẳn. Toàn chép ảnh. Ui đấy có hỏng không ấy. Đấy. Đừng cầm mang nó chết. Đừng cầm mang. Cầm mang chết đấy. Ui nó chảy máu rồi. 10 cân. Lên 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 lên. Ui rô phi này. Ui con rô phi gì này. Ui con rô phi à. Ui rô phi này. Ui ôi. Rô phi này. Con này chảy máu rồi. Không được gì không được gì. Con này chảy máu rồi. Quỳnh Quỳnh bê xuống luôn đi Quỳnh. Xong rồi á chị mua chị mà đã đẻ. Bọn mày kéo lên tao lại mua tao thống sinh. Kéo. Chịp ngọt. Chịp ngọt. To. Đây con rồi. Giết này. Giết này. Giết này. Giết này. Ui giời ơi. Nhỏ. Ở đây nhiều nữa ai. Mấy em nữa qua ngày 18 này có cho con trắng đen cái xuống nó chết. Bây giờ tối ăn này. Trắng đen để tối ăn. Đấy em vào. Thôi lắm lắm. Đại chấp ra ngoài. Mẹ mày lại sao là có con này. Tự nhiên tối này. Đây. Mọi người. Mọi người. Dô phi này. Đây là một con giếc này nó sâu này. Lớn sâu này. Con giếc này. Giếc. Cá thuốc đấy. Cá giếc này là cá thuốc. Hai con rô phi nhỉ? Hai rô phi. Cả con kia. Rô phi lại to nhỉ. À mọi người nhìn này. Đấy. Anh em mình sẽ kết thúc video đây mọi người nhá. Mọi người xem video thì nhớ like đăng ký kênh ủng hộ cho tất cả anh em mình nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Chào cả mọi người nhá. Xin chào tất cả mọi người nhá. Trời ơi. Trời ơi. Ôi trời ơi, con rô phi khủng nhỏ.